Đây là cô chú anh chị. Đó. Gà cảnh là ủ muối xong rồi nè. Quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị ơi. Thơm quá thơm luôn. Cái món này cô chú anh chị mình á, mình mấy ngày Tết á, mình làm một con rất là tuyệt vời luôn. Mình ăn ca thịt hoài mình ớn, mình chuyển sang ra mình làm món gà này đi cô chú anh chị. Mình lai gai ngay mấy ngày Tết thì quá tuyệt vời luôn. Hai cảnh chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cách để làm món gà ủ muối nha. Món này mà mình sử dụng cho mấy ngày Tết là rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị, ăn không bao giờ ngán. Muốn làm món gà này thì cô chú anh chị mình chuẩn bị nguyên liệu cho cảnh như một con gà tầm khoảng 2 kg, và ngải cứu thì một nắm, còn tỏi thì cô chú anh chị mình sử dụng là 7 tép hoặc 8 tép tỏi, củ hành tím cũng sử dụng 7-8 tép luôn, còn sả thì cảnh sử dụng là 10 củ sả và 4 trái ớt, còn chanh thì cô chú anh chị mình sử dụng khoảng một nắm chanh thôi. Còn muối hạt này nè thì cô chú anh chị mình chuẩn bị một bịch này tầm khoảng 1 kg đó, cô chú anh chị. Còn đây là giấy bạc, cảnh cũng chuẩn bị một cuộn giấy bạc luôn. Rồi bây giờ cảnh mời cô chú anh chị mình theo cảnh làm món gà ủ muối nha. Món này hấp dẫn lắm cô chú anh chị. Còn phần sả này nè thì cảnh cho dưới đây là 4 tép sả nha cô chú anh chị, để cảnh sắc dưới đây cảnh nha giả ra. Còn tỏi thì cô chú anh chị mình thả vô luôn. Còn hành tím này thì cảnh cũng sắc làm tơ, để chút nữa mình giả cho nó dễ cô chú anh chị. Còn phần ớt cảnh cho vô 4 trái. Còn cô chú anh chị mình á, có ăn cay nhiều á thì cô chú anh chị mình để vô thêm nha. Còn cảnh thì chỉ sử dụng 4 trái thôi. Còn muối á, cô chú anh chị mình cho vô khoảng chừng 200g của muối nha. Cô chú anh chị mình không có cay cân á thì mình lấy muỗng mình lường cũng được nha. Mình ước tính theo có cái khẩu vị của mình nha. Còn cảnh sẽ cho vô đây là 7 muỗng. Cô chú anh chị mình á, ước tính cho để vô thôi nha, để mình để nhiều quá thì nó mặn nên mình ăn không ngon nha. Rồi bây giờ cảnh sẽ giã nhuyễn ra nha cô chú anh chị. Rồi ba cái phần sả, của hành tím, tỏi cảnh cũng đã nha giã nhuyễn rồi cô chú anh chị. Bây giờ cảnh sẽ cho ra ngoài cái tô ra cho mình dễ trộn nha. Rồi tiếp theo cảnh sẽ cho một muỗng đường nha cô chú anh chị, mình sử dụng muỗng ăn canh nha. Còn bột nghệ thì cảnh cho vô đây một muỗng, mình để một muỗng lưng thôi nha, để mình lấy cái màu sắc cho nó đẹp. Nước mắm cảnh cũng cho vô đây một muỗng luôn. Dầu hào cảnh cho vô đây một muỗng luôn. Còn tương ớt cảnh cho dây một muỗng luôn. Rồi giờ cảnh đánh đều lên. Rồi phần tiếp theo cảnh sẽ cho con gà ra cái thau nha cô chú chị, rồi cảnh sẽ massage cho mấy em gà nha. Rồi em gà vô cái thau. Gà thì cô chú anh chị mình làm á, mình chỉ mình moi cái ở phần dưới này ra thôi, mình móc cái ruột ra thôi, mình đừng có moi hết. Rồi cảnh cho một ít ngải cứu, đây một ít ngải cứu cảnh sẽ trộn chung với nước sốt nãy cảnh đã ướp, cảnh trộn vô một miếng rồi cảnh sẽ nhét vô phần bụng con gà nha cô chú anh chị.
và còn phần lại thì cảnh massage cho em gà cho em đẹp ra. Mình sau bớt này mình phải kho cho nó đều lên rồi để chút cho nó thấm được như miếng thịt gà của mình và cái cuốn thịt. Phần kho bớt em gà nó cũng xong rồi, giờ cảnh sẽ cho vô cái nồi nha. Còn cái phần đít nồi này cô chú anh chị mình lót cho cảnh một lớp giấy bạc nằm ở dưới nha, để cho cái nồi mình nó không bị hư đó cô chú anh chị. Rồi còn phần muối mình cho đây ha, mua một bịch luôn cho chú chị, mình để cho đều lớp dưới nha. Rồi còn phần lá chuối cạnh cũng lót dưới mà một lớp nữa nha cho chú chị. Còn phần xả hồi nãy cảnh cũng có chừa lại một ít, cảnh chạy cho là một lớp dưới luôn. Còn phần ngải cuốn nãy cảnh cũng chừa là một lớp nè cô chú anh chị, cảnh cho lên luôn. Rồi tiếp theo cảnh cho lá chanh vô luôn. Rồi bây giờ cảnh sẽ cho em gà lên luôn. Phần răng mày giờ cảnh cho vô luôn. Bây giờ cảnh sẽ ùm em lại gà lại cho ra chín hơn. Rồi bây giờ sau đó cảnh sẽ đem lên, cảnh sẽ hấp em gà này trong vòng 45 phút nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ cảnh sẽ bật lửa lên. Lửa thì cô chú anh chị mình á để lửa trung bình thôi nha, mình đừng có để lửa quá lớn quá nha, mình để lửa trung bình thôi, để qua trong vòng 45 phút gà nó sẽ chín. Đây cô chú anh chị, bây giờ gà cảnh cũng đã hấp xong cô chú anh chị, giờ cảnh sẽ lấy ra nha. Đây giờ cảnh sẽ lấy ra. Quá trời thơm luôn rồi. Đây là cô chú anh chị, đó gà cảnh uống muối xong rồi nè, thơm quá thơm luôn. Cái món này cô chú anh chị mình á, mình mấy ngày Tết á mình làm một con, ngày mình làm một con mình ăn rất là tuyệt vời luôn. Mình ăn ca thịt hoài mình ớn, mình chuyển sang ra mình làm món gà này đi cô chú anh chị, mình lai gai mấy ngày Tết thì quá tuyệt vời luôn. Thôi cảnh mời cô chú anh chị mình nha, làm ra thử một miếng mềm nha. Thơm quá. Món này mà mình lai gai thì hết bài luôn cô chú anh chị ơi. Quá ngon, nó không có mặn luôn cô chú chị, nó vừa ăn luôn á mà hương vị nó rất là thơm. À, cô chú chị mình thấy không, đây miếng gà này cô chú chị vàng ươm rất là hấp dẫn luôn. Ở trong á thịt nó còn đọng nước trong đây nè cô chú chị, rất là ngọt luôn á, quá hấp dẫn luôn. Đây cảnh mời cô chú chị mình nha. Còn cái chén bấm thằng Khánh của cảnh làm hồi đó về thì cũng có chia sẻ rồi, nên cảnh này không có chia sẻ lại, nên cảnh sẽ
chỉ là làm chấm thôi, Cảnh muốn chia sẻ lên người của chú anh chị. Đây, Cảnh mời của chú anh chị mình dùng với Cảnh món gà hấp muối nha. Hấp muối với ngải cứu. Quá hấp dẫn của chú anh chị. Thôi bây giờ Cảnh thúc video, kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh, có mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like nha. Và đăng ký kênh để ủng hộ Cảnh nha. Thì Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.